lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát xa lìa bát nhã ba la mật đa giả sử trải qua hàng hà xa số đại kiếp tu hành năm loại mắt tu hành sáu phép thần thông thì này thiện hiện theo ý ông thì sao đại bồ tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều phước ấy vô số vô lượng vô biên phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát nương vào lời dạy của bát nhã ba la mật đa sâu xa mà an trụ trải qua một ngày một đêm tu hành năm loại mắt tu hành sáu phép thần thông thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia vì sao này thiện hiện vì nếu đại bồ tát chẳng xa lìa bát nhã ba la mật đa đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không có việc đó nếu đại bồ tát xa lìa bát nhã ba la mật đa đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì chẳng nên xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa bát nhã ba la mật đa, giả sử trải qua hàng hà xa số đại kiếp, tu hành tất cả pháp môn tam ma địa, tu hành tất cả pháp môn đà la ni, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện, đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thạ rất nhiều phước ấy vô số vô lượng vô biên Phật dạy này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm tu hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa, tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa bát nhã ba la mật đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa bát nhã ba la mật đa, giả sử trải qua hàng hà xa số đại kiếp, tu hành mười lực Phật, tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát đương vào lời dạy của bát nhã ba la mật đa sâu xa mà an trụ trải qua một ngày một đêm tu hành mười lực phật tu hành bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia vì sao này thiện hiện vì nếu đại bồ tát chẳng xa lìa bát nhã ba la mật đa đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không có việc đó nếu đại bồ tát xa lìa bát nhã ba la mật đa đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa